xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tok Game Live. Và hôm nay có bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa ra mắt phiên bản tại thị trường nước ngoài có tên gọi là Devil Hunter Rider. Thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con game này nhé. Nó là game nhập vai thôi. Mình sẽ vào game này. Game này thì bản nước ngoài nên nó chỉ tiếng Anh thôi. Và các bạn muốn tải game thì các bạn sẽ phải cài file APK. Đó, game thì sẽ có rất là nhiều lớp nhân vật ở đây, tổng cộng 7 lớp nhân vật. Thì đầu tiên là các bạn có Archer, cung thủ này, với các chỉ số như là Attack, Outbreak, Support, Survivability, Control. Đó, thì Archer thiên về Attack và sống sót. Thứ hai đó là lớp nhân vật Mage. Sao con game này mình thấy quen lắm. Mình không mình cảm giác mình đã chơi rồi ấy. Nhưng thôi đây con mết này. Đó, các bạn này tùy chỉnh cái này nó không cho tùy chỉnh giới tính rồi. Đấy, thì thiên về sống sót và cũng là thiên về tấn công AOE các kiểu. Đó, thứ ba đó là lớp nhân vật này, một lớp nhân vật thiên về kiểu dạng sống sót tanker á. Lớp nhân vật thứ tư là một lớp nhân vật cầm hai khẩu súng lục có tên gọi là Witch. Thiên về bạo kích này, tấn công hoặc Abrek là bạo kích nhé mọi người nhé. Attack tấn công này. Đó, chúng ta sẽ có thiên về tấn công hoặc một lớp nhân vật khá là mạnh, chắc dùng để PK. Lớp nhân vật thứ 5 đó là General, tướng quân. Wow, rất là ngầu bá khí luôn anh em ạ. Ngầu, cầm đao. Thiên về tấn công và Survivor, độ khó cũng khá là cao, cũng có bạo kích. Lớp nhân vật thứ 6, Pugilist, một lớp nhân vật kiểu dạng cầm quyền đấm ấy mọi người. Thiên về tấn công và bạo kích, nhưng mà đánh cận chiến. Và cuối cùng là Scarlet Rose. Scarlet Rose cũng là một lớp nhân vật cầm đao nhưng là lớp nhân vật nữ anh em ạ. Đó, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3, 6, 7 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn nhé. Mình thấy là khá là nhiều. Ở đây thì các bạn sẽ có một số phần tùy chỉnh về khuôn mặt. Ở đây thì do mình đang chơi giả lập nên là các bạn thấy là nó không được nét này lắm. Con game này là bằng Unity 3D thôi. Rồi, mình sẽ đặt tên vào game nha. Tí nữa mình sẽ chỉnh đồ họa lên nhá. Con game này là bằng Unity 3D thì chắc nhiên là hình ảnh này nó sẽ không được quá là bom tấn khủng gì đâu. Rồi, game thì là game MMORPG này, có auto. Thậm chí là các bạn thả tay ra thì nó cũng tự động đi nhận nhiệm vụ sau 5 giây thôi. Rồi, game kiểu dạng miến liền á. Cài đặt này. Đây. Mình sẽ để lên cao nhất luôn. Đó, đỡ hơn rất là nhiều rồi. Tất nhiên là vì cái hạn chế của công nghệ Unity nên là nó sẽ không được quá đẹp nhá. Được cái là dạng game đồ họa này thì nó sẽ rất là mượt. Game này thì mang phong cách fantasy phương Tây. Cánh cùng các thứ. Con đấy lút nứt này. Mình cảm giác là cái con game này đã từng được phát hành trên Việt Nam rồi, mình nhớ là như vậy. Đây, đồ họa xoay 360 độ nhá, nhìn quen lắm, mình không nhớ đâu. Phát hành tại Việt Nam cách đây phải hơn năm rồi. Nhưng mà game bây giờ mà game nó na ná nhau rồi, chưa kể suộc game các game Trung Quốc các thứ ấy, nó cứ lộ rồi na ná nhau hết ấy. Thay đổi một xíu thôi. Nhưng mà mình thấy là đúng là mình đã từng trải nghiệm game mà giới thiệu con game này rồi, có thể nó sẽ khác một chút. Cùng một suộc game nhưng mà nó thay đổi về tên nhân vật các kiểu ấy. Nhưng mà các bạn thấy là thiết kế này rồi gameplay là rất là quen. Nói chung là mình nhìn quen lắm. Tất nhiên là với con mình nghĩ là với con Devil Hunter này thì các bạn chơi cho biết thôi, chơi cho vui thôi, nghịch thử thôi. Chứ còn thứ nhất là game nước ngoài, thứ hai là không có tiếng Việt, thứ ba là nó chỉ có trên Android, thứ tư là nạp thẻ rất là khó, thứ năm là game miến liền này thì có thể sập một bất cứ lúc nào cũng không biết được. Nên là các bạn chơi những con game này thì thà chơi ở server Việt còn hơn. Đấy, ít ra được hỗ trợ các kiểu. Mình cũng giới thiệu và bạn nào chơi thì chơi thôi, chứ còn mình nghĩ là cũng không mấy anh em nào chơi đâu. Đây, tính năng set trang bị này. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Mặc trang bị mới. Rồi. Đây, chúng ta có tính năng cường hóa trang bị à? Các bạn sẽ cần đá cường hóa để cường hóa trang bị nhá. Đây, các tính năng nó mở khóa dần dần này. Level 10 thì có thú cưỡi này, 15 thì có pet, 12 thì có tính năng thời trang. Các tính năng nó thật là mình thấy là cũng khá cơ bản thôi. Boss này, rồi các cái nhiệm vụ hàng ngày, rồi đấu trường các thứ.
Rồi, à có cả tính năng chuyển chức này. Đó. Treo máy các kiểu. Nhưng mà mình không... À đây, kỹ năng nhân vật đây. Chúng ta sẽ có kỹ năng auto là... Nó chia là rất là nhiều là kỹ năng auto này, manual này, passive này. Rồi chuyển chức này. Nói chung mình thấy là cũng khá nhiều kỹ năng. Sau này có điểm talent nữa. Đó, rồi một số cái điểm khác nữa. Ồ. Rồi, ui, quả thú cưỡi đây. Nhìn cũng khá là hoành tráng nha. Ừ, nói chung là cũng không có quá nhiều điều để nói về cái con Devil Hunter Rider đâu. Lối chơi hết sức là quen thuộc thôi, các tính năng mở khóa dần dần. Nhịp game thì cũng khá là nhanh. Nhưng mà mọi người ai mà kiểu quen trải nghiệm những dạng game này rồi ấy, thì thực sự thì cũng không khó làm quen. Đây, một số con thú ảo hóa này. Nó nhìn quen lắm, nhưng mà hơi ít. Quen. Rồi lại đi tiếp tục đi làm nhiệm vụ nhá. Nói chung là bạn nào mà thích dạng game mì ăn liền ấy thì mình nghĩ là cái con Devil Hunter này thì cũng phần nào đáp ứng được. Tất nhiên là nó cũng không phải là quá hay gì cả. Đấy, nhịp game game thì không có lồng tiếng gì cả nhá. Đấy giờ đấy chỉ có đi chiến đấu loanh quanh luẩn quẩn đi làm nhiệm vụ mở khóa các tính năng. Sau này thì game có các hoạt động hàng ngày để anh em trải nghiệm thôi. Nhưng mà dạng game này thì mình vẫn nói là các bạn chơi ở Việt Nam hơn. Mặc dù là biết là mì ăn liền. Mà kiểu ít ra kiểu các bạn có đầu tư thì còn đỡ hơn là chơi kiểu như này. Này không biết sập lúc nào đâu. Game mì ăn liền mà nó phải có người chơi, phải có người duy trì. Đấy, anh em hay nói là phải có VIP nuôi á thì mới tồn tại được. Game này chắc chắn nó có VIP nhá. Đấy. Dạng game này thì không có VIP hơi phí nhờ. Ta có phần kỹ năng này. À, mở khóa kỹ năng. À, các bạn phải khiêu chiến boss để mở khóa kỹ năng cuối. Oh, hề quen lắm. Đã được phát hành tại Việt Nam. Mình không nhớ. Bạn nào nhớ thì comment ở phía dưới cho cậu Vàng biết nhá. Nhưng mình thật sự là mình thấy con game này nó quen dã man luôn á. Quen dã man luôn. Các bạn vì con game này nó theo kiểu phong cách fantasy phương Tây các thứ đấy. Mình cũng dễ nhận ra ấy. Và mình chơi game nhiều thì mình cũng nhớ mang máng thôi. Mình không thể nhớ hết được. Nhưng chắc chắn là con game này đã được phát hành tại thị trường Việt Nam nhé. Chắc chắn luôn. Nhưng mình không nhớ nổi thôi. Bạn nào nhớ thì comment. Đấy, rồi. Chắc là mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con game Devil Hunter Rider này thôi. Nó cũng không có gì quá đặc biệt. Anh em nào chơi thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử con Devil Hunter này nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái này của cậu Vàng. Mọi người thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Life. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.